Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Thì anh chị em đọc cái lời này lúc nào? Trong thánh lễ rất là nhiều lần. Trước khi rước lễ đó là anh chị em lập đi lập lại những 3 lần lạy Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Và tiếp theo đó là một lời cầu nguyện xin thương xót chúng con. Và kết thúc đó là xin ban bình an cho chúng con. Thế rồi sau đó linh mục lại cầm mình Thánh Chúa nâng cao lên thế này và sướng to lên: đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Cho nên cái câu này chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần lắm. Và câu này là chủ đề chính của bài tin mừng ngày hôm nay. Khi Thánh Gioan Tẩy Giả mà chỉ vào Chúa Giêsu mà nói: đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Thế bây giờ giả như có một người ngoài Công giáo, người ta đến ta hỏi anh chị em là: sao tôi đi lễ của người Công giáo mà tôi cứ thấy các ông các bà nói là đây Chiên Thiên Chúa, tôi không hiểu Chiên Thiên Chúa làm sao cả, thì bà giải thích cho tôi, ông giải thích cho tôi, thì anh chị em giải thích làm sao? Hơi khó đấy. Mình quen nói thôi chứ còn cái nội dung ở bên trong là hình như là hơi khó đấy. Nhất là Việt Nam mình có thấy chiên bao giờ đâu. Bò thì có, dê thì cũng may ra còn thấy, chứ còn chiên thì có thấy đâu. Thế bây giờ tốt nhất á, là chúng ta phải quay lại với Cựu Ước. Anh chị em còn nhớ là lúc mà người Do Thái người ta phải làm nô lệ ở bên đất Ai Cập á, thì Chúa không có đành lòng để người ta sống phận nô lệ, mất tự do như thế. Cho nên Chúa đã sai ông Mô-xê đến để tìm cách giải thoát họ. Và Chúa ban cho ông Mô-xê cái quyền năng để làm được nhiều phép lạ. Hy vọng nhờ đó đó thì là ông vua Pha-ra-ô của Ai Cập, ông ấy sẽ bằng lòng để cho người Do Thái ra đi. Nhưng mà cái ông vua này ông cũng cứng đầu cứng cổ, nên mãi ông không chịu. Thì cuối cùng Thiên Chúa mới thực hiện cái phép lạ vĩ đại nhất. Đó là Chúa nói với Mô-xê về bảo cho dân chúng biết là đêm hôm nay đó thì tất cả mọi gia đình Do Thái phải giết chiên. Và con chiên đó là đúng 1 tuổi mà không có được đánh dập cái xương nào của nó cả. Và khi giết chiên như vậy đó thì lấy máu chiên bôi lên cái mi cửa nhà mình. Và khi ăn thịt chiên thì tất cả mọi người phải ăn mặc sẵn sàng như là sắp lên đường. Và đêm hôm đấy thì Chúa đi ngang qua đất Ai Cập. Nhà nào mà có máu chiên ở trên mi cửa thì nhà đó thoát. Mà nhà nào không có đó thì con đầu lòng trong gia đình đó và kể cả thú vật đầu lòng ở trong cái nhà đó bị giết chết. Thế thì khi ông vua Pharaoh của Ai Cập mà ông ấy nghe cái tin rúng động như vậy thì lập tức là ông ấy gọi Mô-xê tới và ông ấy bảo là: thôi thôi đi đi, đi đi, đưa dân của anh ra khỏi đất nước chúng tôi. Có nghĩa là nhờ con chiên bị giết á, và nhờ máu chiên được ghi trên cửa nhà mà gia đình dân Chúa người Do Thái lúc bấy giờ được cứu, được giải thoát, được trở thành những người tự do, được ra khỏi miền đất nô lệ. Vậy anh chị em nhớ cái câu chuyện đó nhé. Anh chị em nhớ đến một sự kiện vĩ đại trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Đó là người Do Thái đó, để tưởng nhớ cái biến cố vĩ đại là Thiên Chúa đã giải thoát cha ông và dân tộc họ ra khỏi ách nô lệ, thì hàng năm người ta có cái tiệc gọi là tiệc vượt qua. Người ta cũng giết chiên, người ta cũng ăn với bánh không men,
để tưởng nhớ cái biến cố Thiên Chúa giải thoát cha ông mình. Và Chúa Giêsu của chúng ta vào đúng giờ mà người Do Thái giết chiên và ăn tiệc vượt qua, thì Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết trên thánh giá. Và nếu anh chị em đọc phúc âm theo Thánh Gioan, anh chị em sẽ thấy Thánh Gioan ghi nhận rằng bởi vì không thể để cho các phạm nhân nằm ở trên thập giá trong ngày đại lễ là lễ vượt qua, cho nên người ta phải giết chết các phạm nhân đó rồi hạ xác xuống bằng cách là đánh dập ống chân. Nhưng khi đến gần thập giá Chúa Giêsu thì người lính đó đã thấy Chúa Giêsu chết rồi, cho nên không đánh dập ống chân người nữa, mà thay vào đó là lấy lưỡi đồng đâm vào cạnh sườn người, máu và nước chảy ra. Cái con chiên vượt qua đó mà người ta ăn đó là con chiên không được đánh dập cái xương nào. Bây giờ Chúa Giêsu của chúng ta chính là chiên Thiên Chúa, không có bị đánh dập cái xương nào. Và còn có một câu chuyện ở trong thời thế kỷ đầu tiên mà người ta kể lại cho nhau, và tôi đọc được ở trong sách của Thánh Augustino đó, kể rằng là cái anh lính mà cầm đồng đâm cạnh sườn Chúa đó, anh ấy bị mắc cái bệnh không phải là mù nhưng mà ngày hôm nay chúng ta gọi là cái gì, cataract đó, mắt nó mờ quáng gà đó. Thế thì khi mà anh ấy lấy lưỡi lòng anh đâm vào cạnh sườn Chúa thì nước và máu chảy ra, thì anh đứng ngay dưới chân thập giá cho nên cái dòng máu đó nó bắn vào mắt anh ấy. Tự nhiên mắt ông sáng ra, ông ấy trở thành một người tin vào Chúa Giêsu, về sau lại còn làm giám mục nữa đấy. Một cái câu chuyện mà những thế kỷ đầu tiên các tín hữu người ta kể cho nhau. Và tôi nói với anh chị em tất cả những cái chuyện đó để mình thấy được ý nghĩa của một lời rất quen thuộc mà ta nói, đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian là gì. Chúa Giêsu chính là chiên Thiên Chúa, nhờ Ngài bị giết và nhờ máu của Ngài đổ ra trên thập giá mà chúng ta được cứu, chúng ta được giải thoát, không phải chỉ là đi ra khỏi miền đất nô lệ Ai Cập mà là miền đất nô lệ của mọi thứ tội lỗi ăn sâu vào trong cuộc đời của mình, để mình được trở thành những con người tự do, những người được cứu độ, chứ mình không còn sống trong cái thân phận nô lệ và tâm tội. Chính vì thế mà khi linh mục nâng cao mình Thánh Chúa, nói rằng đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, thì sau đó linh mục nói thêm phúc cho những ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Phúc bởi vì chúng ta được mời đến để ăn cái bữa tiệc cứu độ đó, để ăn mình máu Thánh Chúa và trở thành con người tự do đó, cho nên chúng ta là những người hạnh phúc. Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Và anh chị em đọc rằng đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, thì anh chị em lại thêm cái câu xin ban bình an cho chúng con. Bởi vì nếu mà không có Chúa Giêsu thì chúng ta sống trong cái sự thù nghịch với Thiên Chúa. Nhưng mà nhờ máu của Ngài đổ ra trên thập giá mà chúng ta được giao hòa, được trở thành con người sống trong bình an với Thiên Chúa và với nhau. Ý nghĩa sâu xa lắm. Cho nên hôm nay tôi biết là anh chị em mà phải nghe tôi giảng là vất vả lắm, bởi vì đang đánh trống với lại đang hát to thật là to ngoài kia. Và cũng biết vậy cho nên tôi chỉ gợi có một cái suy nghĩ đó thôi, tôi ngừng lại ở đây. Thì nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì mỗi một lần mà ta tuyên xưng ở đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, và ta lên ta rước lễ đó,
thì anh chị em cùng với tôi ý thức rằng tôi sẽ rước lễ trong niềm tạ ơn. Trong niềm tạ ơn là bởi vì tôi có phúc mà Chúa ban cho tôi cái phúc đó, cho nên tôi lên tôi rước lễ trong niềm tạ ơn Chúa. Và cùng với niềm tạ ơn đó đó, thì khi rước lễ xong rồi, tôi sẽ cố gắng để tôi sống như những con người được cứu độ. Chứ không có lẽ gì mà tôi đón nhận trên Thiên Chúa vào trong lòng mình, vào trong cuộc đời của mình, để rồi tôi lại tiếp tục sống ở trong cái thân phận nô lệ tội lỗi và những đam mê xấu của mình. Không được. Mà tôi phải cố gắng để tôi sống như những con người được cứu độ. Và như vậy thì cái việc rước lễ của chúng ta, thánh lễ ta dâng, thực sự trở thành điều mà giáo hội nói là đỉnh cao và là suối nguồn của đời sống Kitô hữu. Bởi vì mỗi một lần mà đến dâng thánh lễ, đặc biệt là Chủ nhật, là mỗi một lần chúng ta xây dựng lại cái đời sống đức tin, đời sống Kitô hữu của mình một cách tốt đẹp hơn. Anh chị em và tôi cầu nguyện cho nhau như thế đấy trong thánh lễ hôm nay.